Chào quý cô chú anh chị và các bạn. Đến với video tiếp theo này, Ngày Nông chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn một số hình ảnh của những con trăn được nuôi trong cái chuồng làm bằng sắt và lưới kẽm. Trên video đây là một con trăn và nó đang đói cho nên nó đang chồm lên để kiếm ăn. Cái loại vật nuôi này thì tốn khá là ít công chăm sóc và hiệu quả kinh tế của loại vật nuôi này mang lại cũng tương đối ổn định. Trăn thì là một cái loại vật nuôi khá là dễ nuôi và nó cũng rất là ít bệnh. Và ở đây trên video thì quý cô chú anh chị cùng các bạn có thể nhìn thấy cái chuồng nuôi trăn này được làm bằng những cái thanh sắt hàn lại với nhau, kết hợp với những cái khung lưới kẽm rất là chắc chắn. Còn về cái sàn của chuồng nuôi trăn này thì được lót bằng sàn gỗ. Còn đây là một cái con trăn khác. Khi mà những con trăn được cho ăn no, thường nó sẽ chỉ nằm nghỉ như thế này. Loại trăn này thì nuôi cũng rất là mau lớn. Khi cho ăn đầy đủ thì nó sẽ rất là nhanh chóng phát triển và có thể bán cho thương lái. Nguồn thức ăn của cái loại trăn này có thể là chuột hoặc là các con gà, con vịt, hoặc quý cô chú anh chị cùng các bạn cũng có thể tập cho loại trăn này ăn những cái cổ gà hoặc là cổ vịt mua ở ngoài chợ cũng rất là dễ dàng. Đầu tiên khi mua về thì quý cô chú anh chị cùng các bạn sẽ cho những cái con trăn con tập ăn với những cái con chuột nhỏ thôi. Và sau đó từ từ tập cho nó ăn những cái thức ăn như là cổ gà hoặc cổ vịt. Tại các hộ gia đình có thể tận dụng những cái khoảng đất trống để làm cái ô nhà và đặt những cái chuồng nuôi trăn như thế này. Khi mà những con trăn nó có cái màu da chuyển thành màu hơi mốc mốc như thế này là khi đó nó sẽ gần thay da. Khi mỗi một lần thay da thì con trăn nó sẽ lớn lên một chút. Loại trăn này thì được nuôi để bán cho những thương lái thu mua về làm trăn thịt hoặc là sử dụng cái phần da của nó làm các đồ trang trí. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Nghề Nông nhé.